cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Hoàn lưu sau bão kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ khiến mưa lớn còn kéo dài đến khoảng ngày 11 tháng 9. Diễn biến mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét sau bão tại các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ còn rất phức tạp. Bão số 3 gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa từ ngày 7 tháng 9 đến chiều qua ngày 8 tháng 9. Nhiều nơi xuất hiện mưa trên 300mm như Phình Hồ, tỉnh Yên Bái với trên 400mm, Tô Múa, tỉnh Sơn La gần 400mm, Vạn Mai, tỉnh Hòa Bình với gần 400mm, Nậm Xây 2, tỉnh Lào Cai 320mm, Xuân Sơn với tỉnh Phú Thọ 300mm. Đây là cường độ mưa rất lớn trong thời gian ngắn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới qua Bắc Bộ, nên sáng nay, đến ngày 11 tháng 9, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực mưa nhiều nhất là các tỉnh Tây Bắc Bộ như Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai với tổng lượng mưa từ thời gian này 130-250mm, có nơi trên 450mm. Khu vực trung du miền núi, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ nay đến ngày 11 tháng 9 cũng có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa có thể từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Khu vực đồng bằng có mưa rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ thời gian này 70-150mm, có nơi trên 250mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trong hôm nay với ngày mai, ngày 10 tháng 9, trên các sông của Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ tại miền núi phía Bắc, nhất là Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3, đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã. Tại Thanh Hóa, Lý Nhân lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh do Thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang mở cửa xả đáy, nhưng vẫn ở mức dưới báo động 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết năm 2024, còn khoảng 6 đến 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 3 đến 4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trong nửa cuối tháng 9, trên Biển Đông có thể hình thành giải hội tụ nhiệt đới. Trên giải hội tụ nhiệt đới này có thể xuất hiện các nhiễu động mạnh lên thành bão áp thấp nhiệt đới. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến chiều ngày 9 tháng 9, bão số 3 đã làm 24 người chết, mất tích, trong đó do bão 9 người, sạt lở đất 12 người, do lũ cuốn trôi 3 người. Cụ thể, Lào Cai 6 người, Quảng Ninh 5 người, gồm một chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 513 Quân khu 3, Hải Phòng 2 người, Hải Dương 1 người, Hà Nội 1 người, Hòa Bình 4 người, Yên Bái 1 người, Lạng Sơn 1 người. Mưa lũ cũng khiến 229 người bị thương, trong đó Quảng Ninh 157 người, Hải Phòng 40 người, Hải Dương 5 người, Hà Nội 4 người, Bắc Giang 4 người, Lạng Sơn 4 người, Lào Cai 9 người, Cao Bằng 1 người, Phú Thọ 2 người, Hòa Bình 1 người, Thanh Hóa 2 người. Ngoài ra có 3 người mất tích, gần 7.400 ngôi nhà ở bị hư hỏng, 5 đoạn đường dây 500kV, 31 đường dây 220kV, 97 đường dây 110kV bị sự cố và nhiều cột điện bị hạ thế gãy đổ. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng, rất nhiều biển hiệu, quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội. Có 25 tàu thuyền bị chìm tại nơi đeo ở Quảng Ninh, gần 98.000 hecta lúa, hơn 11.700 hecta hoa màu bị ngập úng, thiệt hại và gần 7.000 hecta cây ăn quả bị hư hại, 1.100 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, chủ yếu ở Quảng Ninh.
Chiều qua ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra công tác phòng, chống và triển khai khắc phục hậu quả bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đây là địa phương bị cơn bão đổ bộ và sức gió mạnh nhất, gây thiệt hại nhiều nhất theo thống kê thời sáng nay. Tại hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trực tuyến tại ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hỗ trợ tạm thời cho Quảng Ninh 100 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả mưa bão. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh mong muốn được nhường hỗ trợ này cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc đang gặp khó khăn do mưa lũ và sạt lở. Tỉnh Quảng Ninh sẽ tự cân đối từ các nguồn lực dự trữ, dự phòng theo quy định chung. Ngay từ sáng sớm, các thành viên trong gia đình chị Phạm Thị Hay cũng như nhiều gia đình khác ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ đã tới các mảnh ruộng để khắc phục tình trạng cây ăn quả, hoa màu bị đổ ngập do mưa bão. Chị Hay cho biết, riêng gia đình chị có 4 mẫu ổi, ước thu 30 tấn quả. Tuy nhiên, mưa bão chiều và tối qua đã khiến toàn bộ diện tích bị đổ ngập, gia đình đang tập trung khắc phục. Thiệt hại quá lớn, ổi đang đều năm thứ 2, thứ 3 đều đang tầm rộ để được thu. Ở trong nhà kia còn bật hết cả mái chăn nuôi gà, mà bây giờ đang huy động các nhân lực để chống lại xem nó có cứu vãn được ít nào không. Thống kê sơ bộ, bão số 3 đã gây thiệt hại tại huyện Yên Mỹ, 38 nhà bị tốc mái hư hại, trên 560 hectare lúa hoa màu và cây ăn quả bị gãy đổ, hàng nghìn cây xanh bị đổ và hư hỏng. Ngoài ra, một số công trình trường học như mái nhà, lán xe, tường bao cũng bị tốc mái và đổ sập. Ảnh hưởng nhiều nhất là các xã Hoàn Long, Giai Phạm, Đồng Than. Nhà trường thì buổi sáng hôm nay đã huy động toàn thể giáo viên với phụ huynh học sinh ra để dọn dẹp khắc phục hậu quả sau bão để ngày mai kịp thời đón các cháu đến trường. Chúng tôi từ sáng đã chặt các cái cây đổ ở tất cả khu vực sân trường, dọn dẹp các phòng học để vệ sinh, chuẩn bị sẵn sàng đón các cháu ngày mai được đến trường học bình thường ạ. Và mai nếu mà thời tiết không mưa to gió lớn thì các cháu vẫn đến trường học bình thường và nhà trường cũng đã sẵn sàng các biện pháp để đón các con trở lại trường học. Khắc phục tình trạng trên, một mặt huyện Yên Mỹ chỉ đạo các xã thị trấn, các phòng ban chuyên môn khắc phục sự cố tại chỗ, tổng hợp báo cáo thiệt hại chính xác về huyện, đồng thời chỉ đạo xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện vận hành tối đa các trạm bơm tiêu từ 4 giờ 10 phút sáng ngày 8 tháng 9 ngay sau khi có điện. Ngay trong sáng nay là chúng tôi cũng đã huy động lực lượng dùng máy móc cắt tỉa cành, dựng lại cây, nhất là các cái trường học thì trong ngày nay phải dọn dẹp xong để ngày mai các cháu có thể học bình thường. Huyện cũng đã chỉ đạo cho các xã cùng Hội chữ thập đỏ huyện tổng hợp các cái thiệt hại của các nhà dân để xem xét cái hỗ trợ. Các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang tích cực khắc phục theo phương án 4 tại chỗ, ưu tiên khắc phục hạ tầng giao thông, sửa chữa trường học, nhà ở của người dân, đồng thời huy động lực lượng chức năng và người dân tập trung dọn dẹp cây xanh, dựng và khắc phục diện tích lúa, hoa màu và cây ăn quả bị đổ ngập.